Đây hả? Có gì chứ? Mấy mặt nạ bán cái ly đấy không? Xuống đóng cái kia lên trên cái chỗ đó, nó hay bị rớt hoài luôn á. Cái khớp của nó không còn ăn nữa. Mày chạy cái xe luôn. Ê, chim ở nha, chim ở. Chim cái xe. Thank you.
cúp điện cầu dao đâu, cũng ở nhà này à. Đó. Mà chứ không biết, không biết có dân cúp chưa, không biết nữa. Coi ở nhà này cúp chưa? Để hỏi mà điện lực rồi. Để chẳng mà thổi chẳng mà. Rồi rồi. Cái giá đèn nữa. Thiết mấy chân là chưa để nó ngã đó. Thiết ốc ba chân lợn. Người trong cái hết rồi, không 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 có người ở phía sau ta hết rồi, tôi có mấy thử khói cho hết chạy rồi, đi ra sau luôn, con cha đã nằm hải hải, không được không, đi thôi, rồi cái máy hỏi có hết chạy rồi đi, bây giờ khói đâu luôn hả?
giờ chỉ làm hết bó ra ngoài thôi hả? Cái đó hỏi